triệt phá ngoạn mục đường dây ma túy với số lượng cực khủng, đối tượng mang theo hàng nóng chống trả quyết liệt. Hà Nội vẫn còn hơn 30.000 người dân phải sơ tán do ngập lụt, chưa thể trở về nơi ở cũ. Khống chế thành công đối tượng nguy hiểm dùng dao truy đuổi, đâm bị thương một thành viên tổ công tác. Người dân làng đủ 100% tán thành khu tái định cư mới, tiến hành thực hiện ngay trong ngày 16 tháng 9. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công an Quảng Bình ngày 15 tháng 9 cho biết vừa phá thành công đường dây ma túy khủng từ Lào về Việt Nam, bắt hai đối tượng cùng 26 kg ma túy và một khẩu súng chuyên dụng. Chủ trì chuyên án là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Bình. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Xuân Huyên, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và Trần Đình Mão, trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cùng sinh năm 1987. Để hình thành đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, các đối tượng đã dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, WhatsApp tìm nguồn cung từ Lào, sau đó liên hệ mua hàng bằng cách vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam. Hai đối tượng này bị bắt khi đang trên đường vận chuyển trái phép 26 kg ma túy, trong đó có 24 kg là ma túy dạng hồng phiến. 2 kg ketamin và một khẩu súng ngắn quân dụng. Sau khi có ma túy, các đối tượng móc nối bán lại cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tiêu thụ. Đường dây ma túy này đa số sử dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch, thực hiện hoạt động phạm tội, do vậy rất khó khăn trong việc phát hiện và tổ chức đấu tranh. Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, mật phục, giám sát di biến động của các đối tượng trong chuyên án, ngày 13 tháng 9, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Uyên và Mão khi hai đối tượng này sử dụng xe ô tô cá nhân vận chuyển ma túy. Theo lời khai, Huyên và Mão đi ô tô từ tỉnh Quảng Bình vào tỉnh Con Tum, liên hệ các đối tượng phía Lào mua ma túy đóng thành hai gùi, vận chuyển bằng đường tiểu ngạch gần khu vực cửa khẩu Bờ Y, sau đó đưa lên xe ô tô về Quảng Bình tiêu thụ. Lực lượng chuyên án xác định Huyên và Mão là đối tượng manh động, liều lĩnh, có vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Huyên đã để sẵn súng, trong súng có 7 viên đạn, ở hộc chứa đồ cửa xe, cạnh chỗ ngồi của mình, sẵn sàng chống trả khi bị bắt. Tuy nhiên, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch rất chặt chẽ nên đối tượng chưa kịp hành động thì đã bị tổ công tác khống chế và bắt giữ. Tăng vật thu giữ gồm 24kg ma túy loại hồng phiến với số lượng 258.000 viên và 2kg ma túy loại ketamin, một súng ngắn, một xe ô tô, 3 điện thoại di động. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lộc, 32 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, do sử dụng ma túy đá, Nguyễn Văn Lộc có biểu hiện ngáo đá, gây mất an ninh trật tự tại khu phố Lương Nam, nên Công an thị trấn Lương Sơn đã cử tổ công tác gồm một cán bộ công an và ba cán bộ tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố Lương Nam đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác yêu cầu Lộc chấm dứt hành vi gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn dùng dao dài rượt đuổi đâm vào anh Trần Văn Thắng, 50 tuổi, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố Lương Nam, gây thương tích và lấy xe mô tô của người dân ở gần đó, bỏ chạy trên quốc lộ 28B theo hướng đi đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Khi đối tượng Lộc đến địa phận xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình thì bị tổ tuần tra công an xã Phan Sơn bắt giữ. Theo công an huyện Bắc Bình, Nguyễn Văn Lộc là đối tượng nghiện ma túy có trong danh sách quản lý của Công an thị trấn Lương Sơn. Đối tượng có 4 tiền án về các tội cướp giật tài sản, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Lộc vừa chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trở về địa phương vào ngày 17 tháng 11 năm 2023. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm quy định tại điểm D khoản 2 điều 330 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo thống kê đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn khoảng 30.536 người phải sơ tán tránh ngập lụt, chưa trở về nơi ở cũ, trong đó huyện Chương Mỹ còn 9.052 người, huyện Mỹ Đức 7.768 người, huyện Sóc Sơn 5.636 người, huyện Ứng Hòa 4.672 người, huyện Đông Anh 1.234 người, huyện Quốc Oai 1.129 người. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 19 giờ tối qua, ngày 15 tháng 9, các quận huyện, thị xã đã sơ tán 78.747 người tránh bão lụt. Hiện lũ sông Hồng, Đà, Đuống, Rút. Hà Nội có 48.211 người trở về nơi ở cũ, trong đó quận Bắc Từ Liêm có 5.489 người, Tây Hồ có 20.963 người, Hoàn Kiếm có 4.379 người. Long Biên có 1.055 người, Hai Bà Trưng có 1.198 người. Để ổn định đời sống người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4756 qd UBND ngày 12 tháng 9 về việc bổ sung có mục tiêu cho các quận huyện năm 2024 để thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn, trong đó huyện Trương Mỹ được hỗ trợ 10 tỷ đồng. Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã các sở ban ngành thành phố chủ động tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê theo các cấp báo động kịp thời phát hiện các sự cố và xử lý kịp thời ngay giờ đầu theo phương châm bốn tại chỗ đối với các khu dân cư ngoài bãi sông đang bị ngập lụt nguy hiểm tiếp tục thực hiện phương án đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân kiên quyết di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây xanh gãy đổ, công tác phòng chống dịch bệnh sau bão lũ. Thông tin từ ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, ngày 15 tháng 9, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, hiệu trưởng trường đại học Mỏ Địa chất, các chuyên gia về địa chất, lãnh đạo một số sở ngành và thường trực huyện ủy Bảo Yên về việc xây dựng khu tái định cư cho dân làng lũ. Sau khi nghiên cứu thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã kết luận một số nội dung. Theo đó, Hội kiến trúc sư Việt Nam sẽ đảm nhận việc thiết kế nhà sàn. Theo đại diện Ban tuyên giáo tỉnh Ủy Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu, thảo luận và đưa ra hai phương án lựa chọn khu tái định cư cho 37 hộ dân thôn Làng Nủ. Phương án thứ nhất, lựa chọn xây khu tái định cư giữa cánh đồng khoảng 3 hectare. Tuy nhiên, sau khi đi thực địa cho thấy, phương án này không an toàn vì địa hình khu vực thấp, hai dòng suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra rất nguy hiểm. Phương án thứ hai, lựa chọn khu vực đồi sim rộng khoảng 10 ha có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước rộng rãi. Phương án này qua khảo sát thực địa thấy rất hợp lý và tính khả thi cao. Khu vực này cách chỗ sạt lở thôn làng nủ khoảng 2 km. Qua biểu quyết ý kiến nhân dân, bà con đã 100% ủng hộ phương án thứ hai. Ngoài ra, chính quyền cũng lựa chọn xây dựng nhà sàn cho người dân trong khu vực tái định cư. Việc này được toàn bộ bà con nhân dân biểu quyết tán thành, xây theo mẫu kiến trúc truyền thống của người Tây. Về tiến độ thực hiện, ngay trong hôm nay 16 tháng 9, máy móc sẽ được huy động vào để triển khai đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng, thi công. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành khu tái định cư cho 40 hộ dân bị mất nhà trước ngày 31 tháng 12. Chiều 14 tháng 9, dẫn báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự, Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa to kéo dài gây sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện, làm 52 người thiệt mạng và hiện tại đã tìm thấy toàn bộ thi thể của các nạn nhân. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện Nguyên Bình đang nỗ lực giúp đỡ người dân vùng lũ ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất và chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh đến trường, bắt đầu năm học mới. Ông Đặng Minh Hiền, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình cho biết, đã có nhiều đoàn từ thiện đến tặng quà, ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm nên trước mắt đã đủ cung cấp cho nhân dân vùng lũ. Tuy nhiên hiện nay giao thông vẫn chưa thông suốt nên nhiều đoàn chưa thể đến và trao hàng ủng hộ đến tận tay người dân vùng gặp nạn. Huyện đã bố trí nhà kho lưu trữ, bảo quản hàng hóa cho các nhà hảo tâm chờ đến khi điều kiện cho phép sẽ trao cho người dân. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các nhà hảo tâm không mang quá nhiều đồ dùng, lương thực, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn đến cho người dân để tránh lãng phí. Nếu có thể, các nhà hảo tâm hãy quyên góp tiền để giúp nhân dân mua lương thực, có thể phục vụ cuộc sống lâu dài, ủng hộ kinh phí để xây dựng, sửa chữa lại nhà, cải tạo lại ruộng đồng, khôi phục sản xuất cho bà con. Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin miền Nam sắp xuất hiện mưa bão khiến tất cả chìm trong biển nước, gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân. Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ cho biết, mặc dù Nam Bộ sẽ có mưa lớn kéo dài những ngày tới, nhưng việc xuất hiện bão lũ là thông tin sai sự thật. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Nam Bộ sẽ có đợt mưa lớn kéo dài từ nay đến ngày 18 tháng 9, mưa tập trung chủ yếu vào chiều đến tối, ban ngày có lúc mưa rào. Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ cho biết, đây sẽ là đợt mưa lớn kéo dài lâu nhất kể từ khi bắt đầu mùa mưa năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Lượng mưa có thể lên đến trên 50mm. Trong mưa rông có thể xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh, khả năng gây ngập các vùng trũng thấp ven sông. Nguyên nhân gây mưa lớn kéo dài tại miền Nam là gió Tây Nam hoạt động mạnh cùng với rãnh áp thấp ở Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ dịch dần xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần từ ngày 14 tháng 9. Cơn bão Yagi chỉ tác động gián tiếp đến các khu vực phía Nam gây mưa cục bộ với lượng mưa kéo dài. Trong khi đó, cơn bão Bebika được dự báo sẽ không vào Biển Đông. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay, vùng thấp có khả năng mạnh lên thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới sắp tới ở đông bắc quần đảo Trường Sa cũng sẽ không vào miền Nam. Nếu hình thành cơn bão mới thì có xu hướng về miền Trung. Tuy nhiên, thông tin dự báo còn xa và nhiều thay đổi. Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mưa rông xảy ra trên diện rộng, giải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo từ 24 đến 48 giờ tới, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông xảy ra trên diện rộng, giải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 19 đến 20 tháng 9, khả năng mưa tại miền Nam sẽ giảm bớt cả về diện và lượng. Mưa ở diện giải rác chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối và mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ trên khu vực. Trước đó, nhiều tài khoản người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, tốc xuất hiện nhiều tin đồn, miền Nam chuẩn bị có đợt mưa bão nguy hiểm không kém cơn bão Iagi đã gây nhiều thiệt hại cho miền Bắc. Tuy nhiên, hầu hết những tài khoản trên đều lấy thông tin không rõ nguồn gốc hoặc hình ảnh những hiện tượng tự nhiên từng xuất hiện tại Nam Bộ trong quá khứ rồi theo dệt thêm làm sai lệch sự thật. Theo ông Võ Văn Phúc, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, dưới góc độ pháp lý, hành vi sử dụng không gian mạng để loan truyền thông tin sai sự thật về bão lũ gây hoang mang trong nhân dân thuộc một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điểm C, khoản 1, điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà chủ thể vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự theo điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông người phạm tội có thể chịu mức án phạt thấp nhất là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến cao nhất là 7 năm tù giam. Năm ngày sau bão Iagi, miền Bắc ngập lụt chưa từng thấy, nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, trong khi mực nước nhiều sông lớn vượt ngưỡng lịch sử. Do đó, việc di chuyển trong thời gian này đối với nhiều người là một thách thức không hề nhỏ. Tình hình thời tiết khó khăn gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nên người dân đã nghĩ ra 7749 cách đối phó cực kỳ sáng tạo mới đây trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một clip về chuyện di chuyển giữa tình hình ngập nước khiến dân tình phải bất ngờ nhân vật chính trong clip là một cụ ông đã lớn tuổi vì xung quanh khu phố đã ngập nước nên cụ nghĩ ra cách buộc hai chiếc ghế nhựa vào hai chân rồi bình thản bước giữa con phố vừa đi vừa nói chuyện với hàng xóm đang ở trong nhà để chắc chắn hơn cụ còn dùng thêm một chiếc gậy trống người chia sẻ đoạn clip cho biết câu chuyện thú vị này đã được ghi lại ở thành phố nam định Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhận về 5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải. Phần lớn ý kiến đều khen cụ ông sáng tạo và hài hước. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng mọi người cũng nên ưu tiên về yếu tố an toàn. Ở trường hợp của cụ ông, nước không chảy xiết mà chỉ bị ngập, đường xá trong thành phố khá bằng phẳng và cụ đã quen thuộc đường đi lối lại nên mới di chuyển được như vậy. Còn trong các tình huống khác, nếu không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm và dễ ngã không nên làm theo. Tương tự, một sự việc thú vị khác cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội hôm 11 tháng 9. Chị Nguyễn Khánh đã chia sẻ đoạn clip ngắn với tiêu đề Anh bộ đội công binh hơn 30 năm tự chế bè đưa vợ qua sông Cổng. Clip ghi lại cảnh một người đàn ông cho vợ thử nghiệm chiếc thuyền bè tự chế di chuyển trên sân nhà nước ngập sâu. Chị Khánh cho biết clip được quay tại nhà của bố mẹ chị ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Do ảnh hưởng của mưa bão, thôn xóm nơi chị và người thân sinh sống bị ngập. Nước dâng cao từ 30 cm đến 60, 70 cm, cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, di chuyển khó khăn. Trước đó, nhận thấy nước vẫn ở mức cao, đi lại khó khăn, bố chị Khánh đã nghĩ ra cách dùng thùng tôn và thành gỗ có sẵn trong nhà ghép lại thành một chiếc thuyền tự chế. Nhiều người xem xong video khá bất ngờ trước sự khéo tay của bố chị Khánh. Những ngày qua, trong bão lũ sạt lở đất cùng với nhiều lực lượng cứu hộ, cứu nạn khác, cán bộ chiến sĩ công an đã không quản tính mạng hiểm nguy, gác lại cuộc sống riêng tư và sự bình an của gia đình để thực hiện nhiệm vụ cứu dân, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước và nhân dân. Nhiều đồng chí đã phải chống chọi lại với nỗi đau vô cùng lớn khi mất người thân, gia đình do đất đá sạt lở vùi lấp. Ngày 9 tháng 9, trước khi bão số 3 đổ bộ, 100% quân số của công an phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được lệnh ứng trực để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân bị lũ lụt, sạt lở, di rời tài sản, trong đó có trung tá Hoàng Mạnh Lâm, phó trưởng công an phường Nguyễn Phúc. 20 giờ cùng ngày, trung tá Lâm nhận được cuộc gọi của mẹ là bà Dương Thị Diệu. Trong cuộc gọi, bà Diệu dặn con: "Trời mưa to quá con ơi, con đi làm cẩn thận nhé." Trung tá Lâm trấn an: "Mẹ cứ yên tâm, con biết mà." Sau đó cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ mà không nghĩ, đây là lần cuối anh được nghe giọng nói của mẹ. Hôm đó anh Hoàng Văn Tám, em trai Trung tá Lâm là quân nhân về nghỉ phép nên Trung tá Lâm cũng yên tâm phần nào vì mẹ không phải ở nhà một mình như mọi ngày. Khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 9, Trung tá Lê Trí Thành, trưởng công an phường Nguyễn Phúc, nhận điện thoại thông báo nhà Trung tá Lâm ở khu Minh Bảo, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bị đất đá sạt lở vùi lấp, bên trong có mẹ và em trai Trung tá Lâm. Chưa kịp định thần, Trung tá Thành tiếp tục nhận tin nước lên cao, toàn bộ căn nhà của anh đã chìm sâu trong nước vợ con anh đã thoát ra bên ngoài nhưng tài sản của gia đình đã bị nước nhấn chìm. Nén đau thương, anh vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được sao, bởi ngoài kia, nước vẫn không ngừng dâng cao, mưa trắng trời, bao người dân vẫn đang từng giờ từng phút, cần lực lượng cứu hộ, cứu nạn, giúp họ thoát hiểm, cứu giúp tài sản an toàn. Trung tá Nguyễn Viết Trí, trưởng công an phường Minh Tân, nơi xảy ra vụ sạt lở cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 9. Xong, lúc này các lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận do khu vực bị cô lập hoàn toàn bởi lũ lên quá nhanh, dòng nước chảy xiết. Trong tình huống ấy, công an phường Minh Tân phải liên hệ với những người hàng xóm của bà Dương Thị Diệu, nhanh chóng hướng dẫn tổ chức cứu nạn cứu hộ trong thời gian sớm nhất. Dưới cơn mưa tầm tã, những người hàng xóm nỗ lực dùng tay, dùng sẻng kiếm tìm trong nước mắt và sự vô vọng khi từng phút trôi qua mà chưa tìm thấy người bị mất tích. Về phần trung tá Hoàng Mạnh Lâm, đến 11 giờ ngày 10 tháng 9, anh mới có thể về được nhà. Rồi phép màu không xuất hiện, khoảng 19 giờ ngày mùng 10 tháng 9, thi thể của mẹ và em trai mới được tìm thấy. Trung tá Lâm đứng lặng vì đau xót, nỗi đau quá lớn khiến trái tim anh tưởng như vỡ vụn. Nuốt nước mắt, anh tự tay tắm rửa cho mẹ, cho em trai lần cuối rồi nhờ mọi người chuẩn bị hậu sự. Đám tang bà Dương Thị Diệu và anh Hoàng Văn Tám được tổ chức vội vàng trong điều kiện khó khăn của vùng lũ những người đồng đội của Trung tá Lâm, các cán bộ công an tỉnh Yên Bái nói chung, công an thành phố Yên Bái nói riêng vẫn chưa kịp đến thắp được cho nhân thân người đồng chí, đồng đội của mình một nén nhang. Bởi lúc này, họ vẫn đang cùng các lực lượng căng mình giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Vào sáng ngày 12 tháng 9, trong chuyến công tác tại Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến thăm động viên chia sẻ với thân nhân bà Dương Thị Diệu và anh Hoàng Văn Tám ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa bị thiệt mạng do sạt lở đất. Những ngày qua, trong bão lũ, sạt lở đất cùng với nhiều lực lượng cứu hộ cứu nạn khác, cán bộ chiến sĩ công an đã không quản tính mạng hiểm nguy, gác lại riêng tư để cứu dân, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong thời bình, máu của đồng đội, những giọt nước mắt của những người chiến sĩ công an như Trung tá Hoàng Mạnh Lâm vẫn rơi để giữ trọn bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Theo thông tin mới nhất, Phòng An ninh Chính trị, Nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã xác minh và mời anh NMD, sinh năm 2003, là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội đến làm việc liên quan đến số tiền 10.000 đồng ủng hộ ghi nội dung tập thể anh em giạp siếc trung ương ủng hộ. Liên quan đến số tiền 10.000 đồng ủng hộ ghi nội dung tập thể anh em giạp siếc trung ương ủng hộ, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng An ninh Chính trị, Nội bộ đã xác minh và mời anh NMD, sinh năm 2003, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội đến làm việc để làm rõ. Tại cơ quan công an, D tường trình, từ năm 2022, D với một số bạn học có lập một nhóm chat trên Messenger với tên gọi Giạp Siếc Trung ương nhằm mục đích học tập và không liên quan gì đến Liên đoàn Siếc Việt Nam. Khi có thông báo ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, D đã tự chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng với nội dung kèm theo tập thể anh em giáp siếc trung ương ủng hộ nhưng không thông báo trao đổi với các thành viên nhóm khi biết tin dư luận xã hội phản ứng tiêu cực về việc này đê đã chủ động gọi điện thoại đến liên đoàn siếc việt nam để xin lỗi cơ quan công an đã lập biên bản nhắc nhở gian đe đối với sinh viên nmd đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới Ngày 14 tháng 9, Công an thành phố Di An, Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc ô tô bán tải và thi thể nữ tài xế bị vùi lấp trong bụi cây. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 9, trời có mưa lớn, chị Nguyễn Thị Bảo T, 44 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe bán tải chở hai người cháu về nhà trên đường suối Sẹp, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Vài phút sau, chị T lái ô tô quay ra thì đường ngập sâu, nước chảy xiết. Khi ngang qua cống nước thì nước chảy mạnh, làm chiếc xe loạn trọng. Chị T mở cửa thoát ra ngoài thì bị nước cuốn trôi theo đường cống mất tích. Nhận tin báo, công an thành phố Di An huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn tới triển khai tìm kiếm người. Thời điểm này, nước ngập sâu khoảng nửa mét, chảy xiết rất nguy hiểm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm trong thời điểm nước ngập, có những đoạn nước dâng cao gây khó khăn cho việc giả soát, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cách hiện trường khoảng 200 mét nhưng đã tử vong. Được biết, khu vực nạn nhân gặp nạn có địa hình trũng, thường xuất hiện tình trạng nước chảy xiết sau mưa lớn, gây nguy hiểm cho người đi đường. Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngày 14 tháng 9, Thượng tá Hoàng Tiền Phương, trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng cứu hộ đã phối hợp giải cứu thành công một bé trai bán vé số lọt xuống cống thoát nước. Theo Thượng tá Hoàng Tiền Phương, trước đó vào lúc 15 giờ 55 phút ngày 13 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh nhận tin báo của người dân về việc một bé trai lọt cống thoát nước do mưa gây ngập sâu tại đường Ngô Quyền thuộc khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng. Sau đó, trung tâm đã nhanh chóng chuyển thông tin đến công an huyện Dầu Tiếng để triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Chỉ 5 phút sau, lực lượng công an, quân sự và người dân đã phối hợp giải cứu an toàn bé trai. Hiện miệng cống đã được rào chắn an toàn. Trong đêm ngày 13 tháng 9, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng mưa lớn, một số nơi nước ngập sâu, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang ngày 14 tháng 9 cho hay, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Tràm Sa Ri, 36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, bởi giả danh cán bộ công an nhân dân và quân đội nhân dân. Theo điều tra ban đầu, Di có mặt tại Hậu Giang thời gian gần đây với trang phục công an cấp bậc thượng tá, tự xưng là Nguyễn Thanh Tài, đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hậu Giang. Cơ quan công an mời Di về làm việc và thu giữ hai bộ trang phục công an và quân đội, quân hàm, khóa số 8, bảng tên cùng một số vật dụng liên quan. Tràm Sa Di khai nhận mua trang phục lực lượng vũ trang trên mạng xã hội về mặc chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm làm quen với phụ nữ khi tiếp xúc trực tiếp, Di sẽ mặc trang phục công an và nói đang công tác trong ngành. Từ đó, nhiều phụ nữ chủ yếu là đã ly dị chồng sống độc thân, tin tưởng và có quan hệ tình cảm với Di, thậm chí về sống chung nhà. Công an tỉnh hậu giang thông báo, ai là nạn nhân hoặc có thông tin về đối tượng tràm xa Di thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự để được hướng dẫn. Ngày 13 tháng 9, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thế Việt, sinh năm 2002, cư trú tại thôn 9, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Lại Thế Việt là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội nhưng đã sớm vướng vào nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Qua mạng xã hội, Việt quen, Huỳnh Hải Quang, 38 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh theo cáo trạng, ngày 30 tháng 11 năm 2023, cả hai bàn nhau đi cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ. Quang chuẩn bị một khẩu súng rulo, đạn và đưa cho bị cáo Việt một khẩu. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Quang điều khiển xe mô tô, chở theo Việt, cả hai bịt mặt đến tiệm vàng Mỹ Trang 3, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, do bà Lê Thị Phượng, sinh năm 1958, làm chủ. Bị cáo Việt và Quang đi vào đập vỡ tủ kính để cướp vàng bà Phượng phát hiện truy hô được người dân xung quanh vây bắt. Quang đã dùng súng bắn hai phát trúng ông Dương Tấn Minh, sinh năm 1985, cư trú tại khóm 5, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 28% và bà Phượng gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 4%, rồi cùng với bị cáo Việt mang theo số vàng cướp được tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi đến ấp đầu dòng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Quang đưa cho Việt một túi đeo chéo để tiêu hủy và số tiền 5 triệu đồng để trốn về thành phố Hồ Chí Minh. Còn Quang lấy túi ni lông đựng vàng cất giấu trong bụi cây gần đó, rồi điều khiển xe đến đoạn đường thuộc ấp Phú Phong, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, thì bị té ngã tử vong. Việt đã đốt túi đeo chéo để tiêu hủy vật chứng, rồi thuê xe ôm chạy đến tỉnh Tiên Giang, thì bị công an bắt giữ. Số vàng mà bị cáo Việt và Quang cướp được có trị giá lên đến 390 triệu đồng. Theo điều tra, súng Rulo và loại đạn thể thao, các đối tượng sử dụng được giám định là súng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, có khả năng gây sát thương, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất. Tại phiên xét xử, lại Thế Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo lại Thế Việt 13 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và triệu tập người đàn ông đeo bám, tự ý gắn keo vào dép cho du khách nước ngoài ở khu vực phố Hàng Bè rồi đòi tiền. Trước đó ngày 10 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về việc một người đàn ông đánh giày khu vực phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có hành vi trèo kéo, đeo bám du khách nước ngoài người này đã cố ý lấy dép của du khách để dán keo, dù du khách đã ra dấu hiệu không đồng ý. Sau khi du khách nước ngoài kiên quyết lấy lại chiếc dép của mình, người này đã đòi 2 đô la Mỹ, tiền keo dán và có thái độ thiếu văn minh. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip nhận được rất nhiều sự quan tâm. Phần lớn bày tỏ cần có biện pháp xử lý nghiêm, gian đe để tránh con sâu làm dầu nồi canh. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường Hàng Bạc đã làm rõ người đánh giày là TVK, sinh năm 1991 ở tỉnh Hưng Yên. Tại cơ quan công an, ca thừa nhận hành vi đeo bám, treo kéo khách du lịch như trong clip đăng tải và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với TVK theo quy định. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lương Thiện Anh Tuấn, sinh năm 1976, chú quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lương Thiện Anh Tuấn làm nghề kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Tuấn mở văn phòng kinh doanh bất động sản Trung Tuấn Len thuê Nguyễn Tránh Trung, sinh năm 1986, giúp việc trông coi văn phòng, trả lương 5 triệu đồng một tháng và cho Trung sử dụng một phần văn phòng để bán sơn nước. Quá trình kinh doanh, mặc dù không có chức trách nhiệm vụ trong việc quản lý đất đai, không có khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở. Thủ tục tách, hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Tuấn vẫn đưa ra thông tin gian dối với nhiều người nhằm chiếm đoạt tiền. Cụ thể vào các năm 1994 và năm 2009, ba hộ gia đình trú tại thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã khai hoang và canh tác trên 4 thửa đất nông nghiệp có vị trí liền kề nhau với tổng diện tích là 1.000m2. Các hộ dân này không biết địa chỉ thừa đất và tờ bản đồ. Trong các ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2019, Tuấn đến nhà các hộ dân trên đề nghị nhượng quyền canh tác các thửa đất trên để trồng cây ăn trái, giá nhượng quyền là 193 triệu đồng. Để bán lại các thửa đất cho người khác, Tuấn yêu cầu các hộ dân viết giấy chuyển nhượng đất nội dung, chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa chỉ tờ bản đồ số 21 để chống phần thửa. Sau khi mua đất, Tuấn tự ý gộp 3 thửa đất thành một lô, lấy địa chỉ thửa 21, tờ bản đồ 246 thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tuấn ủy quyền cho Nguyễn Tránh Trung bán thửa này cho anh Đỗ Văn Tê, sinh năm 1979, trú thành phố Hồ Chí Minh với giá 1,6 tỷ đồng, cam kết chuyển mục đích sử dụng đất, ra giấy chứng nhận trong thời hạn 6 tháng với chi phí 400 triệu đồng sau nhiều lần nhận tiền mặt tại văn phòng Trung Tuấn Len và nhận chuyển khoản tổng số tiền 2 tỷ đồng, nhưng Tuấn không làm thủ tục đất đai như hứa hẹn mà sử dụng tiền này kinh doanh bị thua lỗ và tiêu xài hết. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tuấn đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có thể làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục tách, nhập thừa đất để tạo sự tin tưởng và chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Thiện Anh Tuấn mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nam, cùng chú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Huỳnh Quang Khôi, Huỳnh Văn Cường, Nguyễn Hữu Long, cùng chú huyện Tiên Phước. Nguyễn Văn Sĩ, các đối tượng cùng trong độ tuổi 2006 đến 2008 và Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Ngọc Toàn, cùng chú huyện Phú Ninh về hành vi gây dối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đăng Phong, Lê Đức Mạnh cùng sinh năm 2007, cùng chú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Long và Trần Văn Tuấn, xảy ra mâu thuẫn khi tham gia mạng xã hội Facebook. Sau đó, Trần Văn Tuấn dùng Facebook cá nhân nhắn tin hẹn Nguyễn Hữu Long đánh nhau tại khu vực Hồ Việt An thuộc thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm. Trần Văn Tuấn đã tập hợp nhóm thanh niên gồm 7 người, chuẩn bị sẵn hung khí và nhắn địa chỉ cho Long. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Long tập hợp một nhóm thanh niên gồm 13 người, chuẩn bị hung khí và di chuyển từ xã Tiên Hà qua xã Bình Lâm tìm nhóm Tuấn tại điểm hẹn, nhóm Nguyễn Hữu Long dùng dao vỏ chai thủy tinh, đá tấn công nhóm của Tuấn. Nhóm Tuấn cũng dùng gậy dựa đá tấn công lại nhóm Long gây thương tích, sau đó nhóm Long bỏ chạy. Hiện tại vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức vừa có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin khẩu phần ăn của giáo viên trường mầm non Ánh Dương ở thị trấn Ngãi Sao bị cắt xén. Trước đó trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và nội dung phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên trường mầm non Ánh Dương chỉ có cơm và hai miếng chả lụa kèm ít nước mắm. Một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Kèm theo bài đăng là nội dung sau khi đăng bài viết về việc cắt xén khẩu phần ăn của trẻ cùng sự chủ dập người tố cáo, một số giáo viên tại trường mầm non Ánh Dương đã gửi hình ảnh suất ăn trưa của họ hết sức nghèo nàn. Đối với người lao động mà còn bất chấp vậy thì huống hồ là các cháu từ 2 đến 5 tuổi. Xin đừng nhìn phần cơm 30.000 đồng của người lao động bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Hãy quan tâm, thấu hiểu bằng lòng chắc ẩn của quý vị. Từ thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Châu Đức yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp cùng phòng văn hóa thông tin huyện tổ chức xác minh làm rõ báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân huyện trước ngày 17 tháng 9. Đồng thời, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu Tránh Thanh tra huyện chủ trì phối hợp để làm rõ sai phạm của trường mầm non Ánh Dương nếu có liên quan đến vụ việc trường này sa thải một nhân viên nấu ăn và sau đó bị kiện. Cụ thể, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương bị một nhân viên nấu ăn của trường tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, nhân viên này đã bị sa thải nên đã khởi kiện hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương ra tòa án nhân dân huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định. Tại phiên sơ thẩm, tòa án nhân dân huyện Châu Đức đã buộc trường mầm non Ánh Dương phải nhận nhân viên nấu ăn trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng, gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày nhân viên này không được làm việc, khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật, cùng với đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định cho người lao động.